Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2017. Chúng ta học tiếp về các cái biểu đồ thuộc về loại nhãn môn. Thì đây là cái phần ôn tập, tức là sau khi chúng ta đã học qua cái lỗ nhãn môn rồi thì chúng ta ôn tập lại. Cái mục đích ôn tập của chúng ta là để thấy rõ những cái chặng đường đi của tâm của chúng ta, hay nói rõ hơn là chúng ta thấy cái lộ trình của nó. Lộ là con đường, trình đó là coi như là nó tiến từng bước theo cái quy định của nó. Thì như vậy là cái tâm chúng ta đó, khi mà nó khởi sanh lên thì nó có những cái bước đi trên con đường của nó. Thì cái việc này nó sẽ lặp lại lại. Nó chỉ khác nhau là cảnh rất lớn thì như thế nào, cảnh lớn thế nào, cảnh nhỏ thế nào, cảnh rất nhỏ ra sao. Thì cái bài về lộ nhãn môn này đó, thì cái cách thức của nó sẽ tiêu biểu luôn cho nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thần môn. Chúng ta học cái quy tắc này của một cái để chúng ta hiểu năm cái. Và học cái quy tắc này đó để chúng ta thấy rằng là nó đi theo một cái trình tự như vậy, nó không có một cái sự thay đổi. Và nó ứng dụng chung cho cái thế giới, phần lớn là thế giới của 26 cõi thuộc về ngũ uẩn. Những cái chúng sinh này có đầy đủ năm uẩn. Cái thứ hai là thọ uẩn. Cái thứ ba, tưởng uẩn. Bốn là hành uẩn. Và cái thứ năm là thức uẩn. Những chúng sinh trong 26 cõi thì nó gồm có đó 11 cái cõi dục. Nhưng mà trừ đi cái địa ngục, bỏ đi địa ngục, thì như vậy cõi dục này tính là 10. Và 16 cõi chư thiên. Sắc giới. Như vậy cộng lại 10 cộng 16 thành 26 cõi. 26 cõi này trong 10 cõi dục. Thì như chúng ta nói đó, đây là con người. Cái phước lớn hơn con người đó là 6 cõi chư thiên dục giới. Đây là dục giới. 4 cõi khổ: súc sanh, quỷ khổ, trong đó có ma và có ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Thì trừ cái địa ngục này ra thì còn lại đó, ở đây là 10 cõi dục, chúng sinh trong 10 cõi dục có đầy đủ năm uẩn và 16 cõi chư thiên dục giới. Đây thì cái quả của những cái vị đắc thiền sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền, thì vị nào mà đắc này thì khi mà thân hoại mạng chung đó, thì với cái tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền, sẽ tái sanh về 16 cõi trời dục giới, 16 cõi trời sắc giới đây. Thì những cái vị này tất cả đều có cái ngũ uẩn. Cái phần đầu tiên đây là thuộc về sắc pháp, và phần thứ hai thuộc về danh pháp, tức là có thân và có tâm. Nhìn cái chỗ này để chúng ta thấy gì, khi mà những cái chúng sinh mà tạo cái ác nghiệp kinh hoàng quá, ác nghiệp là coi như là không thể tưởng tượng được, thì người ta sẽ chìm trong cái biển của địa ngục này. Cái đường người ta có thể thoát ra địa ngục thì nó thâm thẳm, không thấy được, không thấy được. Và phần lớn đó, những người mà rơi xuống cái địa ngục này đó, là do cái sân ác ở trong tâm. Và khi cái sân khân ác này đó, nó đưa ra đó tới ba cái cấp bậc, tức là nó nằm trong cái ý
mà nó tạo tác ra cái sân, đến sân độc và sân ác. Nó hoạt động mạnh mẽ ở sân ác. Khẩu nó cũng là thuộc vào cái loại mà khẩu hiển lộ cái sân ác. Và cái thân hành nó là thân hành ác. Thì khi tất cả những cái đó xảy ra, thì khi mà thân ngoại mạng chung đó, thì người này sẽ tục sinh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, và nó rơi thẳng xuống địa ngục. Như chúng ta thấy ra là, như là đề bà đặt ra, thì cho tới giờ này vẫn còn ở đây 2600 năm không nghĩa lý gì cả, còn ở đây chưa ra khỏi. Cho năm cái trọng, cực trọng nghiệp làm chảy máu thân Phật, giết mẹ giết cha, hoặc giết mẹ hoặc giết cha, phá hoại hợp tăng. Đó là những cái cực trọng nghiệp mà người ta phải rơi vào đây. Và những cái ác nghiệp mà đem đến những cái chết quá lớn lao cho cái số đông của những con người, thì con đường tâm tối nằm đây, không đi ra được. Và trong cái tất cả những cái địa ngục này đó, thì cái địa ngục mà chậm ra nhất là cái địa ngục tà kiến. Cho nên là mình bao giờ cũng phải đặt mình trong cái tư thế đó, là mình chỉ biết từng này thôi. Và nếu có cơ hội có thể hiểu biết thêm thì chúng ta mở ra. Chúng ta luôn luôn đặt mình trong một cái suy nghĩ rằng là cái vốn hiểu biết chúng ta có giới hạn, và có điều kiện thì chúng ta mở ra. Còn bao giờ mình không đặt trên cái đó mà tất cả nơi mình đều là cái chuẩn hết rồi đó, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đó. Và cái đó nó trở thành, đầu tiên nó là cái định kiến. Và sau đó đó, cái định kiến này, một là nó tới đây là nó dừng lại, nhưng mà trong khi cái chân lý nó còn mở ra như thế này, và chúng ta giới hạn nó lại, chúng ta ngăn chặn nó lại, thì lúc đầu nó định kiến, sau trở thành tà kiến, bởi vì nó lệch lạc rồi, nó không chấp nhận nữa. Hai á, là bản thân của nó đó, bản thân của nó là nó đã đi lệch một bên rồi, nhưng mà chúng ta cho rằng cái lệch này là cái chánh, thì cái đó là những cái dạng tà kiến, cái sự suy nghĩ lệch lạc trong tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta phải có cái sự điều chỉnh, học hỏi để điều chỉnh, học hỏi để điều chỉnh luôn luôn. Cho nên cái sự ngã mạn trong tâm của chúng ta, nó là cái sự chặn đường. Và bây giờ chúng ta trở lại đây, khi mà chúng ta thấy là những cái chúng sinh mà nó có sắc pháp và có danh pháp để tạo hình, là cũng như mình có cái sắc thân này, và mình có cái hoạt động của đời sống nội tâm, hai cái nó phối hợp lại, nó gọi là sắc pháp và danh pháp. Tức là chúng sinh có cái hoạt động của tâm và có cái hoạt động của thân phối hợp lại thành cái đời sống của chúng sinh đó. Thì tất cả những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi mà cái phước báo lớn nhất là cõi của chư thiên sắc giới, là những cái bậc mà đã đắc thiền từ sơ thiền cho đến hữu thiền. Hay là ở cõi dục giới, từ những người được phước báu là sáu cõi chư thiên, cho đến những cái con người mà ở có mặt ở trên cái mặt đất này đó, thì con người làm con người thì vẫn là có phước, mặc dầu con người đó vẫn còn đau khổ, vẫn còn gặp nạn tai, và con người đó vẫn còn gieo rắc xuống những cái tai họa cho chính mình. Nhưng mà trong cái pháp thế gian đó, là mình á gieo cái tai họa cho người khác. Khi mà gieo tai họa cho người khác á, thì cái tai họa đó người nhận ít, người nhận nhiều. Nhưng mà cái người mà nhận không thiếu sót chính là cái tâm của chúng sinh đã gieo đặt xuống. Đó là cái điều người ta không ngờ, không ai ngờ tới hết. Mình chỉ nghĩ rằng cái suy nghĩ mình không ai biết, cái lời nói thầm của mình không ai biết, ném đá giấu tay không ai biết, có thể che mắt được luật pháp, có thể che mắt được cái dư luận thế gian, nhưng quả đã trổ trong tâm, quả đã trổ, quả bất thiện đã trổ. Và làm cái điều lành thì dẫu âm thầm không ai biết đi nữa, quả thiện vẫn trổ trong tâm. Và khi
chúng ta học lại trong cái ôn tập này đó thì nó chỉ là những cái con số, nó chỉ là cái biểu đồ thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa chúng ta học được đó thì chúng ta hiểu rằng khi nó đi trên một cái lộ trình của nó với từng bước như thế, và chúng ta sau này sẽ thấy nó không ngừng lại cái chỗ đó, nó còn nối kết và nó hoạt động như thế nào nữa thì chúng ta học tiếp. Nhưng mà đây cái lộ trình đầu tiên khi nó bước chân lên thì bước số 1 đó là gì, bước thứ 2, bước thứ 3, thứ 4 là gì, nó đi như thế. Và nó ứng dụng cho tất cả 26 cõi sống của tất cả những cái chúng sinh trong cõi dục giới và cõi sắc giới. Cõi mà những chúng sinh có cái ngũ uẩn này đây thì chúng ta thấy nó trở thành là một cái quy luật. Khi nó quy luật thì có nghĩa là nó vận động tự thân, nó vận động theo tính quy luật của nó. Và như vậy có nghĩa là vô ngã. Khi chúng ta học vô ngã trong Di Diệu Pháp, chúng ta không có lý luận, mà chúng ta chỉ rõ rằng những cái hoạt động mang tính quy luật, nhất là tính quy luật tự thân, thì tự nó là vô ngã. Chính xác như vậy. Và khi mà chúng ta thấy đó, những cái pháp này khi khởi đầu trong hoạt động của chúng ta đó, thì chúng ta thấy là hộ kiếp sinh diệt, hộ kiếp sinh diệt, sinh diệt. Tất cả các tâm này sinh diệt hết, không bao giờ đứng yên một chỗ, thì chúng ta thấy vô thường. Và như vậy những gì mà chúng ta đây không chấp nhận cái tính quy luật mà bản chất của nó là vô ngã đó, và cái sự thay đổi này là vô thường, khi nào chúng ta không thấy rõ, chúng ta không thuận dòng, chúng ta không chấp nhận, có nghĩa là chúng ta sẽ đau khổ. Vô thường, khổ và vô ngã có mặt cùng lúc. Cho nên để mà chúng ta thoát ra khỏi những cái bế tắc ở trong cái lòng mình, tức là những cái cảm thọ mà khó chịu đựng được trong tâm, chúng ta gọi nó là khổ. Những cái bức xúc mà chúng ta không bất an luôn, không có yên ổn được, thì chúng ta gọi nó là khổ. Thì chúng ta sẽ thấy nó sinh diệt, nó sinh diệt, có nghĩa là nó vô thường. Và chúng ta sẽ tìm ra được những cái yếu tố nào mà nó tạo nên cái trạng thái bất an, trạng thái bức xúc này. Tức là nó phải do duyên hợp, nó phải do những cái yếu tố cấu thành nó. Tất cả các pháp hữu vi đều phải có những cái yếu tố thuộc về duyên hợp để nó cấu thành cái pháp đó. Như vậy khi chúng ta muốn phá vỡ cái pháp đó thì chúng ta phải lấy từ những nguyên nhân của nó, chúng ta loại ra bớt. Một điều kiện, hai điều kiện thì cái pháp này nó bị phá vỡ xuống. Cho nên chúng ta học để hiểu những cái hoạt động về tâm đây nè, nó là vô ngã, nó là vô thường. Thấy rõ như vậy thì chúng ta có nên nuôi dưỡng những cảm thọ mình không? Tại vì tất cả những cái cảm thọ khởi sanh lên nó nằm trong động tác này là chủ yếu. Tại sao nó nằm trong động tác là chủ yếu? Bởi vì khi mà nó đi trên cái lộ trình mà nó thuộc về ngũ song thức đây, tiếp thọ đây, quán sát đây, thì ba cái chùm này á, nó thuộc về quả, nó mang tính chất thụ động. Còn nơi đây nè, cái động tác này nè, nó là những cái tâm mà nó thuộc về đó hoạt động, tức là nó gieo xuống. Còn cái kia là nó đã hiển bày lên rồi, bây giờ nó có sẵn thì nó hiển bày ra. Còn cái này là nó đang tạo tác, nó đang gieo xuống. Cho nên cái cảm thọ này nó phối hợp với những cái quả nó có sẵn, nó cực kỳ mạnh mẽ, nó hoạt động trong tâm chúng ta. Và những cảm thọ này rồi nó cũng sẽ ra đi. Nhưng chúng ta đau khổ hoài, chúng ta thoát ra không được, là bởi vì chúng ta đã lưu giữ nó lại, chúng ta đã tái lập nó lại. Và cái này đó, sau khi học xong cái luận ngũ này, chúng ta qua tới cái lộ ý, thì chúng ta sẽ thấy cái cách thức mà trong tâm chúng ta tái lập nó lại. Và khi nó khởi lên như vậy, chúng ta hiểu được rồi đó, thì chúng ta sẽ nói với chính mình có nên tái lập lại không. Và khi nó khởi lên như vậy đó, thì chúng ta có cái cách nào để mà chúng ta đã xô dạt nó qua một bên không. Cho nên khi mà học cái phần này nó khô khan và nó rất là khó nhớ ở chỗ là nó là những con số, và nó là những cái tên gọi, coi như là cũng đem lại cho mình một cái trở ngại. Nhưng mà
nó được một cái là những cái hoạt động này nó cứ lặp đi lặp lại, và chúng ta cố gắng, chúng ta nghe, chúng ta thuộc nó, chúng ta quen thuộc với nó rồi thì dần dần chúng ta thấy là nó diễn ra là như vậy, không thể khác hơn. Từng bước, từng bước, từng bước nó cứ đi như thế, hết lộ này sang lộ khác nó làm như thế. Vô lượng kiếp đã chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, và ngay cả trong cái hiện kiếp này, cái lộ trình này nó vẫn lặp đi lặp lại mà chúng ta mê mờ để không trông thấy nó, để mà ngỡ rằng tất cả những cái hoạt động trong tâm ta đó chính là ta. Đó là cái sự hiểu lầm mà chúng ta mang từ vô lượng kiếp đến nay. Bởi vì nếu không có hiểu lầm thì giờ này chúng ta là Phật. Ngày nào mà chúng ta còn hiểu lầm thì ngày đó chúng ta còn luân hồi. Và còn hiểu lầm này đó là còn đau khổ. Thân này chính là tôi, thân này là của tôi, thân này là tôi. Vì vậy đó, mất cái thân này tôi không chấp nhận. Suy nghĩ này là của tôi, tình cảm này của tôi, cảm xúc này của tôi. Ai phá vỡ nó tôi không chấp nhận, đau khổ. Chúng ta trồng một cái cây lên, chúng ta trồng thì chúng ta chăm bón nó, chúng ta săn sóc nó, chúng ta chở che nó. Nhưng mà giông bão không có chở che nó. Và khi chúng ta có mặt trên đời này đó, những cái ngọn gió nghiệp, những cái bão táp do nghiệp mà chúng ta đã tạo tác ra, do bão táp trong lòng của chúng ta đã hiển lộ ra. Và khi bão táp ở trong lòng chúng ta thổi quật lên tất cả, chúng ta chà đạp những hoàn cảnh, chà đạp những cái con người, gieo cái thống khổ xuống, thì giờ đây bão nghiệp đang thổi trong tâm của chúng ta. Phải nhận lại cái quả đó và hỏi có chịu đựng được không. Còn chịu đựng không được đó thì cái ngọn bão lòng của chúng ta sẽ dập tắt cái sự sống của chúng ta. Người ta bắn vào đầu mà chết, treo cổ mà chết, uống thuốc độc mà chết, nhảy xuống lầu mà chết. Vô bệnh viện khám bệnh, xét nghiệm, hết tiền rồi ra, bây giờ cầm một cái tờ giấy, đủ thứ bệnh hết, đủ thứ thuốc hết. Bây giờ nhập viện thì phải đóng tiền như thế này, ai nuôi đây, tiền đâu mà có đây, rồi nhập viện không biết mấy tháng, không biết bao lâu, trở về ai làm sao đây, hoàn toàn bế tắc. Cầm cái tờ giấy đó, nhảy xuống ngay lầu, ngay trong bệnh viện chết. Tất cả những gì ngày hôm nay, mà cái thân này là quả của nghiệp đây, nó đã hiển lộ ra cái quả bất thiện chúng ta là thân thức thọ khổ. Nó làm cho đau đớn, bệnh tật nó khởi sanh lên phải chịu đựng. Và bây giờ không chấp nhận cái quả này, gieo một cái quả cay đắng hơn nữa là hủy hoại nó đi. Và khi nó nhảy từ trên lầu nó nhảy xuống thì nó chết trong cái sự đau đớn còn cực kỳ thống khổ hơn là những bệnh tật đang hành hạ nơi thân. Và bởi vì tâm đi vào trong bóng tối của cái nỗi đau khổ là tuyệt vọng, là sân. Và cái sân ác này nó đi hai con đường. Một con đường đó là nó hủy hoại cái đối tượng làm cho nó đau khổ. Con đường thứ hai nó quay ngược vào bên trong. Như vậy ác nghiệp đã tạo ra cho chính mình. Và cơn bão này nó vùi dập chính ngay cái nguồn bão của nó. Và đau khổ như thế này không chấm dứt, vì sẽ ở nơi cái chỗ mà mình nhảy xuống đó. Và cứ vừa chết xong thì lại tỉnh lại, rồi là tiếp tục nhảy xuống nữa và chết tại chỗ đó, và lại tỉnh lại tiếp tục nhảy xuống nữa chết chỗ đó. Cho đến bao giờ cái phước báu mà thuộc về cái thiện trí này phát sanh lên nè, pháp thiện phát sanh lên, nhận ra rằng mình sai rồi, thoát. Còn chưa nhận ra còn ở đây và tiếp tục làm cái việc đó. Ai sai sử để làm? Chính cái tâm của mình. Cái tâm mình trong cái sân ác cực kỳ tâm tối, và làm cho cái thân của mình nó đau đớn khủng khiếp.
tự mình hủy hoại cái mạng sống của mình. Đây là ác nghiệp đối với chính mình. Còn người ta giết người là ác nghiệp đối với những người khác. Và cái quả nó sẽ trổ ở trong tâm này, và nó cũng sẽ chờ đợi tất cả cái sân ác nó rải ra đây nè. Nó là cái báo của nghiệp, nó sẽ đánh về đây. Và người này sẽ chết vì cái nghiệp đó không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái con đường tâm tối. Mà trong đó cái địa ngục của tà kiến là cái địa ngục mà không biết bao giờ mới ra khỏi. Cho nên chúng ta có đầy đủ ba trí: trí văn, trí tư và trí tuệ. Chúng ta luôn luôn mở lòng ra để tiếp nhận, để học hỏi, để cởi mở, để phát triển. Chưa bao giờ là cái điểm đủ của chúng ta. Chúng ta đi hết cái thế gian này vẫn chưa học được, chưa học được hết những gì trong thế gian này. Thì bởi vì sao? Thế gian này chúng ta chỉ có thể học hết bằng trí tuệ về tâm linh. Nó không học bằng cái duy cơ sở hữu tưởng này đây. Sở hữu tưởng là cái trí tuệ thuộc về thế gian. Chúng ta có đi khắp nơi, chúng ta học hỏi, chúng ta để biết thôi, nhưng mà không phải để thấu rõ. Chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết pháp thế gian là pháp tục đế, nhưng chúng ta không thấy được cái pháp chân đế là cái bản thể của nó, không thể thấy được. Chỉ có trí tuệ thế gian mới thấy được, rồi mới thấy được tất cả những cái sự vận hành của nó, thấy được cái sâu xa của nó, thì chúng ta đây mới thoát mà thôi. Còn chúng ta chỉ nhìn những cái biến hiện của nó, cái tính chất đa dạng và phong phú của tất cả những gì diễn biến trong cái pháp thế gian này, thì chúng ta chưa thấy hết. Chúng ta có đi bao nhiêu, chúng ta có sống bao nhiêu, chúng ta trải bao nhiêu, thì cái đó nó mới chỉ là một cái hiện tượng pháp bên ngoài thôi. Cho nên con đường tu tập ở trong tâm của chúng ta để cho cái trí tuệ phát sanh, thì chúng ta sẽ thấy hết cái hiện tượng pháp và bản thể pháp. Thì chừng đó cái người đó là Phật. 31 cõi trên thế gian này đã trải hết rồi, thấu rõ hết rồi. Và giờ đây đó, đứng một cái đỉnh điểm để nhìn xuống 31 cái tù hụt này, hiểu rõ, thấy rõ, và vĩnh viễn không có trở lại bất cứ một cái nhà tù nào cả. Cho nên có nhiều người không hiểu mới nói rằng nhập niết bàn không có cái đời sống thì là sao? Cái này là niết bàn là không thể nào chúng ta nghĩ bàn được, nhưng chúng ta có thể hình dung. Do mình lầm lỗi, do mình tâm tối mà mình tạo những cái điều không hay cho mình đã bị giam nhốt trong 31 cái địa ngục này, đi từ địa ngục này sang địa khác, đi tới đi lui, trở đi trở lại, luân chuyển không biết bao nhiêu, lên rồi xuống, xuống rồi lên trong cái chỗ đó. Bây giờ mình thoát ra khỏi rồi thì đứng để nhìn 31 cõi đó. Cho nên là đấng toàn giác đã thấy tất cả tâm chúng sinh trong 31 cõi. Chúng ta chưa nói đến bốn cái cõi mà thuộc về thiền và vô sắc giới đây. Thì cái luân hồi này trong ba cõi này thì nó cộng lại đây đó, một cái địa ngục là 27, bốn cái cõi trời vô sắc giới nữa là 31 cõi. Thì chỉ có đấng toàn giác đó mới thấy hết những cái tâm chúng sinh mà nó sống trong 31 cõi thì nó hoạt động ra sao. Và đây là cái lộ trình tâm này đó, là để cho chúng ta thấy cái quy luật của nó, quy luật hoạt động có tính chất vô ngã. Để đừng bao giờ nói rằng đó, những cái cảm xúc đang hiện bày trong tâm và nó hiển lộ nơi thân đây là của tôi, mà phải nhìn rất rõ rằng đây là những cái trạng thái tâm gì đang khởi sanh nơi cái sắc thân này. Bỏ cái tôi, bỏ cái của tôi, để qua một bên, để nhìn đúng một cái thực tại. Cũng như bây giờ đó, hai đứa trẻ này nó đang xung đột lẫn nhau, nó đánh nhau, mình can nó ra. Đừng nói cái này là con của tôi, đừng nói cái này là cháu của tôi.
mà phải hỏi rằng đó, cái việc gì mà hai đứa nhỏ này để xung đột với nhau. Người ta rất là khách quan để tìm hiểu nó mà thôi. Bây giờ con của mình thì mình sẽ có cái chủ quan trong đó, cháu của mình có cái chủ quan trong đó. Còn đây là hai đứa trẻ nó xung đột nhau. Thành ra những cái gì nó hoạt động nơi tâm chúng ta, nó hoạt động nơi thân chúng ta, thì chúng ta biết đây là hoạt động của thân, đây là hoạt động của tâm, để chúng ta có một cái nhìn khách quan. Và cái nhìn khách quan này chính là trí tuệ về mặt tâm linh. Và đây là cái nó gọi là duy tuệ thị nghiệp. Hằng ngày chúng ta làm cho cái này nó phát sanh lên thì chúng ta thoát. Còn không, cái gì cũng của tôi, cái gì cũng chính là tôi, và chúng ta không thoát ra được. Chúng ta dính khắn vào trong đó. Trên cái tinh thần căn bản đó đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ôn tập những cái này trở lại, và để cho làm cho nó rõ thôi. Bởi vì đáng lẽ nói 5 lần với tất cả những bài này phải nói 5 lần như vậy đó, thì sư cô nói 1 lần, nói chậm, nói rõ và lặp đi lặp lại để cho mình biết cái luật của nó là như thế như thế. Bởi vì khi mà mình hành thiền rồi, trong tâm của mình nó sẽ diễn ra trong cái luật này, và dần dần á, chúng ta biết rõ, chúng ta nhận nó ra, chúng ta sẽ biết rõ nó. Mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái hoạt động về mặt tâm linh, đây là một cái chân lý không có sai khác được. Và khi chúng ta thấy được cái chân thật này, cái chân lý này, thì chúng ta không có còn hồ nghi nữa, và cái đời sống chúng ta ứng dụng vậy. Phải tập nhìn khách quan, tập nhìn không phản ứng, tập một cái nhìn suông, để như vậy chúng ta mới thấu suốt được. Còn bao giờ mình dán cái chủ quan của mình lên thì không thấu suốt được. Nguyễn Du nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh thì đâu có buồn, đâu có vui. Nó đi theo cái thời tiết mưa nắng của nó thôi. Nhưng cảm thọ trong tâm của mình đã phủ trùm lên đó. Và bao giờ mình nhìn đúng sự thật thì hãy cất những cái cảm thọ của mình qua một bên. Và chúng ta chỉ quan sát và chúng ta sẽ thấy rõ nó chịu ảnh hưởng thời tiết gì, cái giống cây, cái loại này nó sẽ tác động gì, nó sẽ ra sao. Thì chúng ta nhìn rất rõ. Còn không, chúng ta sẽ phủ trùm cái chủ quan của mình lên. Cái cảm xúc của mình, cái ý kiến của mình, cái nhận định của mình, cái tầm cỡ về mặt kiến thức của mình chỉ tới đó mà thôi. Và chúng ta như đeo mắt kiến để thấy mọi thứ rồi, chứ còn chúng ta không có nhìn xuông được. Và cái tu tập chúng ta làm phát sanh cái trí tuệ này, do chúng ta nhìn tất cả sự việc, chúng ta tập lần để đi đến sự khách quan, đi đến cái sự nhìn sâu. Và như cũng chúng ta cũng biết rõ rằng tất cả những cái cơ sở để cho chúng ta nhìn sâu, thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái phương pháp, cái học hỏi này. Thì tất cả những cái phương pháp này thì Đạo Phật chỉ chúng ta rõ ràng vô cùng. Những pháp hành thiền căn bản, những cái kiến thức căn bản về cái chân lý về tâm linh nằm trong giáo pháp của Đức Phật đã có đầy đủ. Cái vấn đề là chúng ta đó có đi vào không? Có gặp gỡ cái giáo pháp này không? Đời này, kiếp này chúng ta gặp được không? Bởi vì ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã văn, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Đời này mà thấy rồi đó thì phải gìn giữ nó. Phải làm sao đó, bây giờ nó ở trong sách, nhưng mà sau này nó ở nơi chính, nó ở trong cái dòng tâm thức của mình. Thì như vậy, khi chúng ta ứng xử với bất cứ cái gì, thì cái kho báu mà chúng ta có được, nó sẽ lập tức có mặt. Bởi vì nó nằm đây, nó nằm trong cái phân đoán này đây, phân tích và phán đoán này đây, thì nó phân tích phán đoán theo cái kiến thức của mình, theo cái tri thức của mình, theo cái năng lực mà mình có thể xử lý mọi sự kiện, và làm cho đó cái cách mà mình nhìn vấn đề đó nó tích cực hơn, nó tốt đẹp hơn cho cái đời sống nội tâm của mình. Thì
những cái vận động về tâm thức của chúng ta khi tạo tác, nó sẽ là những cái pháp thiện và thiện trí. Còn mình không có biết cách thức thì mình thua. Mình phải đi theo cái dòng nghiệp nó chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Rồi, chúng ta ôn qua một cách khái quát để chúng ta đi vào trong cái phần cụ thể đây, đó là lộ nhãn môn cảnh lớn. Vừa rồi học này chứ? Vừa rồi chúng ta học phần số 1 rồi phải không? Phần A rồi phải không? Giờ chúng ta tới phần B. Thì những cái phần này chúng ta đi nhanh thôi chứ không đâu. Cái phần chót động lực ở đây. Và phần thứ hai là chót có tâm mót. Nó có hai cái phần đó thôi. Chúng ta ôn lại cái này chút xíu nữa. Cái dòng sống chúng ta trôi chảy, chúng ta nói đến cái kiếp mà trước cái mà chúng ta đang sống đây. Chúng ta nói đến cái tiền kiếp gần nhất. Chúng ta thấy cái nguyên tắc mà chúng ta mỗi một cái kiếp sống mà chúng ta thay đổi kiếp sống đó, là cái kiếp mà trước cái kiếp này chúng ta đã, là tới cái giờ mà chúng ta ra đi đó, thì cái tâm tử này nó làm cái nhiệm vụ nó chấm dứt cái kiếp sống. Thì cái trong cái lộ mà nó gọi là cái lộ cận tử đó, rồi chúng ta sẽ học cái lộ này. Lộ cận tử này thì nó bắt cái cảnh cận tử. Và khi nó bắt cái cảnh cận tử thì chúng ta hiểu cái nguyên tắc của nó đi, thì hay cái tâm trước này, cái tâm trước đây đó, mà nó có cái nội dung gì đó, thì cái khi mà nó tới đây nó diệt rồi đó, thì nó tất cả cái tài sản nó chuyển qua cái này. Thành ra khi mà cái sát na mà cận tử này đó, khi nó bắt cái cảnh cận tử rồi đó, để mà nó tử, thì nó mới giao cái tài sản này cho cái tâm tục sinh, bởi vì hai cái sát na này nó liền kề với nhau. Đây là tử, đây là sinh, cho nên là cái cảnh của nó sẽ chuyển về đây. Thì cái cảnh cận tử mà chuyển về đây đó, thì nó sẽ nằm trong cái sát na tục sinh, và sau đó là nó nằm trong cái hộ kiếp này đây. Thì cái cảnh cận tử này đó, tôi gọi là cảnh chủ. Vậy cái hộ kiếp này gọi là tâm chủ, và hậu kiếp này là tâm chủ thì bắt cảnh chủ. Đây, trong này chúng ta nhốt những cái nghiệp của chúng ta rồi, hết nghiệp đây. Tất cả những nghiệp chúng ta tạo tác nhốt đây. Tới giờ tử thì cái cánh cửa này nó mở ra để cho trong này đi ra. Như vậy chúng ta nhớ lại, đây là phần ôn. Chúng ta coi như là tất cả những nghiệp chúng ta là những con thú chúng ta nhốt ở trong này. Thú hiền có, thú dữ có, thú tốt có, thú xấu có. Thì cái giờ mà chúng ta sắp chết á, thì cái tâm cận tử, thì lúc đó cái con nào mạnh nhất trong chuồng nó sẽ đi ra. Đó là nghĩa cách. Con tốt hoặc con xấu, nhưng mà con nào mạnh nhất trong đám này nó sẽ đi ra. Đó là một cách thứ nhất. Như vậy nói vậy để làm chi? Để thấy rằng nó tiêu biểu. Cái chết rồi mà nó đưa để mà đi vào con đường tái sanh đó, thì nơi chỗ này nó đi ra là nó tiêu biểu tốt hoặc xấu mạnh nhất. Cái thứ hai là cái con nào mà đứng sát ở cái chuồng này, mà nếu nó mạnh nhất nó ra trước. Cũng có khi cái con nó không mạnh, nó yếu, nhưng mà đứng sát cửa này vừa mở ra nè, bởi vì mới có cái chuyện này nè, có cái chuyện mà cái giờ hấp hối đó, là có người đến hộ niệm. Bây giờ hấp hối mà có một cái người ta hiểu biết, ta ngồi kế bên đó để người ta nâng đỡ cho. Chính là người ta muốn đưa cái cuối cùng này, cái nghiệp sát cái chỗ này nè, để nó đưa ra đi tái sanh. Thì hiểu này chưa? Cho nên có những người đó, họ tái sanh rất là có phước báo, nhưng nó chỉ có nhiêu đó thôi. 5 ngày, 3 ngày, 7 ngày là nó chuyển đi chỗ khác đi. Nhưng nó có được cái gốc
tốt đẹp của nó. Cho nên có những cái đứa con mà nó sinh ra trong những cái gia đình rất là giàu có, rất là tốt đẹp, nhưng mà một ngày sau hoặc là ngay trong lúc nó vừa sanh rồi là nó bị đưa nhầm, hoặc là nó bị đánh tráo, hoặc bị đánh cắp, thì nó phải phiêu bạc cho đến bao lâu đó, thì cái phước của nó thì cái người cha mẹ nó sẽ tìm nó lại. Hoặc người ta chết đi, ta vẫn nhớ đứa con, ta để lại cái gia tài cho. Thì hiểu chưa niệm? Cho nên không bao giờ muộn trong cuộc đời của mình. Nếu mình hoài đầu là thấy bến, là ở chỗ là trước đây mình có sai, mình có lầm lỗi, mình có tội lỗi, thì biết rằng đó, nó trổ rồi, nó chờ ngày để mà nó nối kết lại thôi, để nó hiển lộ ra trong cái hoàn cảnh sống của mình thôi. Nhưng mà cái mình có thể làm được đó, ngay từ bây giờ mình đã biết mình sai rồi thì mình nguyện không làm nữa. Mình biết là sai rồi thì mình nguyện không làm điều sai nữa, thì điều đó vẫn có hiệu quả. Vậy thấy rõ chưa? Cho nên cuối cuộc đời của mình mà mình tạo được cái nghiệp gì mà cực mạnh thì giờ này đó, thì thấy rõ chưa? Hoặc là cái giờ này dẫu cho cái giờ mà mình yếu đuối nhất, nhưng mà cái phát tâm của mình mạnh mẽ trong sáng nhất, giờ này nó đi ra. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú đó, nó có một cái câu chuyện về cái ông trưởng giả đó. Ông có một cái đứa con trai mà ông thương nó lắm, thương nhất trên đời này, không có thương gì bằng nó. Nhưng mà cái phước báo của cậu này không đủ, cho nên cha rất thương, nhưng mà thương con mà thôi, chứ còn đồng tiền mới là máu thịt của ông, còn con không phải là máu thịt. Cho nên là khi con nó bệnh đó thì vợ nói rằng là phải thầy thuốc này, phải thuốc này. Ông nói rằng là thì có chết chóc gì đâu, thì uống cái gì đó, làm cái gì đó thì nó cũng hết thôi. Nhưng mà cái đứa nhỏ này đó thiếu thuốc, thiếu thầy giỏi, cho nên có lay lắc như vậy, nó nằm vậy. Đến khi nó sắp chết đó, thì cái người cha mà thương nó nhất trên cái cõi đời này đó, ông mới nghĩ rằng nếu mà để nó trong nhà nó chết, người ta vô thì dòm ngó cái tài sản, khổ dữ lắm, không được. Thương thì thương, nhưng mà để nó ra ngoài hiên đó, cho nó nằm ngoài đó, để cái khi nó chết đó, thì người ta tới ngoài hương, người ta không có nhó cái tài sản nào. Nó kỳ lạ vậy đó. Do cái cậu không tử này đó là có cái phước sanh ra trong cái nhà giàu có, nhưng không có cái phước hưởng được cái tài sản đó. Chúng ta nên nhớ rằng phước có tài sản và phước hưởng được tài sản là khác nhau, không có khi nào giống nhau hết đó. Cho nên mình dạy dột đó, mình mới bằng mọi cách mà làm giàu, nhưng làm giàu mà ai hưởng mới là vấn đề à. Cái khâu đó người ta không có nghĩ tới. Cho con mình hả? Chưa chắc. Thì cái cậu công tử này đó, cha rất là giàu mà thương nhất, vì có một thằng con trai duy nhất thôi mà, đâu có con gái con gì nữa đâu. Nhưng mà thương cái tài sản hơn, cho nên cậu này đâm làm người hiền. Nhưng mà trong bất hạnh của cậu này đó, nó lại có một cái phước báo cực kỳ lớn lao. Thì khi mà cậu nằm như vậy đó, thì Đức Phật cùng với lại chư tỳ kheo đi bưng cái bình bạc đi ngang. Thì khi mà cậu nằm như thế thì cậu mới lắng nghe, thì cậu mới nghe người ta cúng dường thế này nọ, thì cậu nghĩ rằng chắc là có sa môn và có Phật, cậu nghĩ vậy. Cho nên tâm rất là hoan hỷ, mà nằm ông già lại cho cái mặt nó xây vô vách mà đâu có ngó ra ngoài được đâu. Nhưng mà qua cái bóng in trên đó thì cậu này nhìn như thế, rồi cái tâm rất là hoan hỷ. Và cậu nghĩ rằng là mình không có còn sức khỏe để ngồi dậy đảnh lễ Đức Phật, mà cũng không có quay ra để mà chiêm ngưỡng Đức Phật nữa, mà cũng không có cái gì đặt phát Đức Phật, nhưng mà tâm hoan hỷ vô cùng thấy Đức Phật. Thì cái giờ cuối này thân hoại mạng xuân, tái sanh lên cõi trời dục giới. Thể nghiệp sẽ đi chứ, sẽ đi. Thế cái cẩn tử nghiệp nó cực kỳ quan trọng, và không ai cho mình đâu. Đừng ngồi đó mà chờ hộ niệm, nói vậy cái là mơ mơ màng màng mà chờ hộ niệm. Có khi người ta tới hộ niệm cái nhìn ta tới ớn quá rồi, rồi ta chắc chết rồi, cho nên mấy người đừng mới tới đây. Nó còn sợ dữ nữa, nghe tụng chừng nào nó còn xót xa chừng đó nữa. Anh ta đừng có chờ hộ niệm, đừng có chờ cái đó, mà phải hiểu rằng nè, còn cái hơi thở cuối cùng cái tâm niệm của mình vẫn nghĩ về cái điều lành.
vẫn nghĩ về cái điều tốt đẹp nhất. Cho nên có người nói đùa mà đúng ấy. Có người nói người nào mà học duy dự pháp bây giờ chết rồi nhớ cái bản chi pháp này là thấy là tái sanh tốt rồi. Đúng, chính xác. Cho nên ráng đọc ráng nhớ. Cô Chi chắc nữa nhớ dữ. Tại vì cô quần cái bản này quá trời quá đất rồi. Mình phải học vậy đó, nhập tâm vô. Cái hồi mà sư cô năm 22 tuổi đó đã học với Hòa Thượng Thích Minh Châu về cái thắng pháp tập quy luật này. Nhưng mà nó không có cái bản chi pháp này. Đến khi mà thấy cái bản chi pháp này rồi đó, thì là mới ngồi với vẽ. Vẽ rất là nhiều cách. Vẽ từ cái sơ đồ những hành chánh, rồi vẽ ra thành những cái cây. Rồi những cái cây nó có trái, nó trổ quả. Tức là vẽ rất là nhiều cái cách thức. Rồi để cuối cùng đó là coi như là chọn cái cách này, cách cổ điển nhất. Nhưng mình chi tiết nó ra thì mọi người dễ hơn. Chứ không phải vẽ ra rất là nhiều cách, nhiều nhiều thế. Để làm chi? Nó nhập tâm mình luôn. Từ đến khi mà mình tiếp tục mình học, mình tiếp tục mình hành trì đó, mình nhìn đâu thấy đó, nhìn đâu thấy đó. Cho nên là mình phải tạo cho chính mình và cái định hướng trong cái cuộc đời của mình đó, là không có cái gì quý trong đời của mình đó ngoài cái pháp thiện và thiện trí. Cho nên tại sao mình quy ngưỡng về Tam Bảo, là bởi vì Tam Bảo là thiện và thiện trí. Mình đi vào con đường thiện và thiện trí, không có cái gì quý hơn cái này cả. Người ta nói quý nhất là cha mẹ của mình, quý nữa là con cái của mình, quý nữa là những người đối xử tốt với mình, người bạn đời của mình, quý đó đứng hàng thứ nhì. Cái quý đứng hàng thứ nhất và tối thượng trong đời mình là thiện và thiện trí. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, và chúng ta sẽ đi luân hồi bằng cái mà chúng ta là quy ngưỡng về và sống trong đó, chính là pháp thiện và thiện trí. Con đường đó đưa đến sự sáng suốt, con đường đó đưa đến sự an vui, con đường này là con đường thoát khổ, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên là diễn biến ra trong cái giờ cuối của cái cuộc đời mình, cái khi mà cái thân mình nó đã suy sụp không còn gì hết, là mình biết là tới giờ ra đi. Thuận dòng đi. Nhưng ra đi như thế nào để có một cái áo mới, thì chúng ta phải nhớ rằng cái giờ cận tử chúng ta bắt cái cảnh gì đây là điều do mình hết. Do mình sống suốt cả đời mình, và nhất là bao giờ mình cũng nghĩ rằng đó, đây là giờ phút mình phải hướng về điều thiện và làm điều thiện. Và giờ nào cũng nghĩ như thế. Thì cái giờ chúng ta ra đi, chúng ta những cảnh cận tử này là những cảnh tốt đẹp, để mà đi vào trong cái tái sanh này nè, chúng ta mới hưởng được tất cả những cái quả phước của mình. Cái này sư cô xin lặp lại một cái lần nữa, là có nhiều người đó khi mà bắt đầu vào con đường tu tập mình đó, nói một cái điều rất là anh hùng, nhưng mà anh hùng để trong ngặt kép để nó thành anh hùng rơm á, là nói nè, bây giờ tôi xin phát nguyện rằng là bao nhiêu những cái quả nghiệp xấu yêu cầu trổ sanh trong đời này hết, chịu hết kiếp này rồi đời sau tính tiếp. Không biết gì về giáo pháp cả, mà không lượng được sức mình. Mình thì không có vỏ gì hết ngoài cái vỏ cua mỏng mỏng này thôi, nhưng mà chấp tất cả lực sĩ trên thế gian này cứ tới quýnh một lần thôi, chết là chết một lần thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rồ dại của mình hết sức. Trong khi thật sự mà mình tu tập đó, mình nguyện cho tất cả những cái phước lành được trổ sanh, để chi? Cho cái tâm mình mát mẻ mà mình đi tiếp trên con đường thiện và thiện trí của mình thôi. Để mình làm gì? Để mà chúng ta hiểu rằng đó, là cái quả nghiệp mà khi nó trổ sanh đó, được giống như là chúng ta đây đó, bỏ một cái hòn sỏi xuống nước nó phải chìm. Bỏ cục đá nó cũng chìm, bỏ cái xe hơi nó cũng chìm.
tức là quả nghiệp bắt buộc nó phải trổ sạch. Nhưng mà bây giờ đó, người ta bỏ cục đá đó tới 5 tấn mà nó không chìm mới lạ, tại người ta bỏ trong cái xà lan, đúng không? Đặt cái đá 5 tấn trong cái xà lan rồi sao nó chìm được, thấy không? Cái xà lan đó là có nghĩa rằng sau khi mà mình đã làm điều sai trái rồi, nhận ra sai trái rồi mà nguyện không làm điều sai trái, là chúng ta bắt đầu làm cái xà lan. Và pháp thiện và thiện trí chúng ta là cái xà lan, để khi tất cả những cái quả nghiệp nó trổ xanh á, thì nó có cái xà lan này nó hứng nè. Vì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy thực tế trong đời sống nha. Có những cái người đó đối xử với người ta tốt, nhưng người ta xấu ác với mình á, thì cái người đó biết nói thế này. Buồn thì có buồn một chút, nhưng sau đó có nói như thế này: thôi thì cái đó là chuyện của người ta làm, còn chuyện của mình á, là chỉ biết đối xử tốt thôi. Bởi vì nhân quả sẽ dạy chúng ta rằng không phải hệ chúng ta gieo cái nhân lành là gặt liền cái quả lành. Nhân lành sẽ trổ quả lành, nhưng trổ vào lúc nào chưa biết. Vì cái lực này sư cô đã nói rồi, khi mà cái tâm động tốc thứ nhất chúng ta gieo xuống đó, thì nó sẽ trổ cái quả này trong hiện kiếp. Cái tâm động tốc cuối cùng này nó sẽ trổ trong cái kiếp tới đây. Còn năm cái chính giữa này nó trổ chưa biết lúc nào. Dẫu cho có đã thành Phật mà còn nhục thân trên thế gian này, quả vẫn trổ như thường, không có nói năng gì hết. Thì như vậy chúng ta cái khi mà thấu rõ về cái luật nhân quả đó, thì mình đó, đối xử tốt với người ta mà người ta đối xử xấu với mình, thì mình phải hiểu rõ rằng cái chuyện người ta ứng xử xấu với mình là chuyện của người ta, còn cái chuyện mình ứng xử tốt với người ta là chuyện của mình. Và người ta ứng xử xấu với mình là quả của mình, còn mình ứng xử tốt người ta là mình gieo cái nhân lành của mình xuống chưa trổ. Có một cái cô đó, cô nói sư cô thế này, cô này với cổ là bạn thì thỉnh thoảng cũng có gặp nhau thôi, cũng không có thân thiết. Đến khi cô này cổ kể cái hoàn cảnh của cổ là ly dị chồng, thì không biết sao mà chồng lấy hết cái tài sản, cô này đau khổ quá cho nên là không có biết phải ứng xử sao hết. Bây giờ con thì gặp tai nạn, mà cái nhà thì sắp bị tịch biên. Bây giờ không có cái tiền mà đứng ra để ứng á, thì coi như là trắng tay đi vô được đường cùng rồi. Thì cái cô này thấy vậy đó, cô mới nói là bây giờ đó là em sẽ cho chị mượn tiền. Rồi sau khi mà chị giữ được cái nhà chị ở rồi đó, thì từ từ chị trả lại cho em. Cô này mừng, cảm ơn rối rít, nói rằng là đây là cái vị ân nhân, trong lúc mình sắp chìm tàu mà cái vị này vớt mình lên, cho nên là ân nhân. Nói mà giống như muốn lại cái người này vậy đó. Nhưng mà rồi khi mà làm có tiền đó, nó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm không thấy trả. Cho đến khi cô này đó là đòi, thì sau đó cuối cùng đem đến trả mà nói một câu vậy: đáng lẽ là tôi cũng không có trả chị đâu, nhưng mà thấy chị nói thì tôi đem trả, nhưng mà chị nhớ nha, cái này là chị đưa cho tôi chứ tôi không có mượn chị. À, sư cô có nói với cái cô mà cho mượn tiền đó, sư cô nói đúng như vậy. Cô đưa tiền cho cổ chứ cổ không mượn cô. Cổ kể cái hoàn cảnh thôi chứ cổ không có mượn cô. Và cô nhớ là khi mà cô làm như vậy đó, phước cô rất lớn. Tại người ta chưa mượn mà cô đã phát cái tâm cho người ta mượn thì phước cô rất lớn. Mà ngày hôm nay cô buồn vì cái câu nói, cái cách ứng xử của cổ là cô bị khuyết trong cái phước lớn của cổ. Đó là cách ứng xử của cổ, không phải cách ứng xử của mình. Cách ứng xử này ngày hôm nay mới gieo xuống chưa trổ quả. Còn cách ứng xử của cô đó mới gieo xuống cũng chưa trổ quả. Ngày nào cô lận đận á,
cô không cần nói mà có người giang tay giúp đỡ cô. Ngày đó cô mới biết cái quả thiện lành của cô. Còn đừng để cho nó dập nát những điều tốt đẹp của mình. Hãy nhớ rõ và chúng ta ứng xử theo nhân quả vậy. Bởi vì chúng ta biết cái luật của nhân quả nó đi như thế nào. Mà chúng ta phải học cái căn bản này rồi mới nghĩ ra chơi được. Cái này đòi ôn lại sao lần trước đã nói rồi. Vậy cái dòng hậu kiếp này nó sẽ trôi chảy trong hết cái kiếp sống của chúng ta. Nó đi vậy thế. Cho đến khi cái tử nó phát sanh lại thì cái tục sinh nó lại tiếp tục. Như vậy đó, toàn thể đây là cái dòng hậu kiếp. Nó bắt hoài trong cái cảnh chủ của nó. Như vậy trong cái dòng hậu kiếp này đó, thì cái cảnh chủ này nó luôn luôn nó xuất hiện đây, cảnh chủ nó xuất hiện đây. Nhưng giờ có một cái cảnh mới. Cảnh mới khi nó xuất hiện đó, mà nó có sức mạnh của nó, có cái lực tấn công của nó, cho nên nó gọi là cảnh lực. Cảnh lực này nó sẽ chiếu xuống cái dòng hữu phần, chiếu xuống dòng hữu phần, chiếu xuống đây, chiếu xuống đây. Thành ra cho nó làm cho cái dòng hậu kiếp đó, nó trôi chảy đây, rồi tới dòng hậu kiếp vừa qua, rồi tới hậu kiếp rúng động và tới hậu kiếp dứt dòng. Thì bắt đầu từ cái chỗ này đây, thì cái lộ trình mới này nó phát sanh đây. Đây dứt dòng đây thì kháng ngũ môn nó bắt đầu nó khởi sanh lên, kháng ngũ môn, rồi ngũ song thức, rồi tiếp thu, rồi quán sát, vân vân, cả một cái dòng tâm thức nó phát sanh ra. Cái nguyên tắc của nó đi vậy. Thì như vậy đây, cái cảnh lực này là cảnh mới mà nó là cảnh khách. Còn cái tâm mà nó xuất hiện đây á, nó là tâm khách. Thì nó bắt cảnh khách. Cái tâm hộ kiếp này nó bắt cảnh chủ. Còn cái tâm khách này nó bắt cảnh khách, là cảnh mới. Nó cắt cái dòng hộ kiếp đó. Nó diễn ra cảnh mới. Thì cái cảnh mới đi theo cái lực nó này. Chúng ta sẽ ghi từ phần. Cho tới đây là nó tạo tác cái mới đây. Chúng ta khởi đầu có hộ kiếp này. Hộ kiếp. Rồi tới tiếp theo đó là hộ kiếp vừa qua. Tới hộ kiếp rúng động. Tới hộ kiếp dứt dòng. Thì tới đây đó là chúng ta đã cắt đứt được cái cảnh chủ, à, cắt đứt được cái dòng tâm thức mà thuộc là cái dòng chủ đó, cắt đứt được. Thì bắt đầu chúng ta qua đó là tới kháng nhãn môn. Kháng nhãn môn. Rồi cái thứ hai nữa là tới cái ngũ song thức này đó, thì nó là nhãn thức. Nhãn thức. Rồi cái tiếp theo đó là chúng ta có tiếp thu. Và tiếp theo nữa là quan sát. Và cái nữa là tới tâm phân đoán. Rồi tiếp nữa là chúng ta tới động tốc. Bảy cái động tốc, rồi cuối cùng đó là cộng với lại cái tâm mót. Hai cái tâm mót.
Rồi tiếp theo là hộ kiếp. À, là cái dòng tâm chủ nó lại tiếp tục cái đời sống của nó. Nó đi như thế. Khi mà cái cảnh mà chúng ta gọi là cảnh lớn á, chứ nó không phải là rất lớn á, là nó do bốn cái yếu tố mà nó tạo nên cái cảnh này á, thì trong đó có ba cái yếu tố nó yếu. Bốn yếu tố để nào mà phát sanh cái lộ nhãn đó, thì chúng ta có bốn cái. Thứ nhất là căn, cái thứ hai là cảnh, cái thứ ba là cái điều kiện để cho cái lộ nhãn có thể phát sanh lên được là ánh sáng, và cái thứ tư là sự chú ý. Thì khi mà cái cảnh này nó gọi là cái cảnh lớn rồi đó, nó không phải rất lớn, là do cái ba cái này, căn, ánh sáng và cái sự chú ý này, có thể một trong ba cái này yếu hoặc là ba cái đều yếu hết á, thì nó mới là cái cảnh lớn này đó, nó mới xuất hiện hai cái mô hình của lộ trình đó, là nó là động lực hoặc là nó có cái tâm mót đằng sau. Thì chúng ta đang nói đến cái phần động lực tới đây thì nó hết, còn tâm mót thì nó cộng hai cái này, còn tất cả cái này là nó đều giống nhau hết, nó không có khác nhau. Cái lộ nhãn mà cái cảnh lớn đó, thì chúng ta thấy là trong bốn cái yếu tố mà tạo nên cái lộ nhãn đó, bốn cái điều kiện để cho cái lộ nhãn phát sinh đó, thì thứ nhất là cái căn, tức là cái nhãn căn của mình. Cái thứ hai là cái cảnh, như chúng ta thấy đó, là cái sắc cảnh sắc này. Đã. Cái thứ ba là ánh sáng và cái thứ sự chú ý. Thì như vậy đó là cái những cái phần này là so với cái cảnh rất lớn đó, thì các cái yếu tố này, đặc biệt là căn, ánh sáng và sự chú ý, là một trong ba yếu tố này yếu, hoặc là tất cả các ba cái yếu tố này yếu. Thí dụ như về căn thì có thể là cái con mắt của mình nó không được tốt lắm. Về mặt ánh sáng thì nó không có đủ sáng rõ. Về cái sự chú ý thì mình cũng không có để tâm mà chú ý nhiều, chẳng hạn vậy, thì nó gọi là yếu. Thì khi nó yếu vậy đó thì nó sẽ xuất hiện hai cái lộ. Một cái lộ tới động tốc là hết, một cái lộ thứ hai nó mạnh hơn á, là nó có hai cái tâm mót đi kèm. Thì bây giờ chúng ta nhập hai cái này lại một lần để chúng ta học, bởi vì những cái trước mình học rồi, bây giờ mình ôn lại, mình nhập nó lại. Thì như chúng ta thấy cái phần hộ kiếp vừa qua này đó, hộ kiếp vừa qua này, thì tuy là cái hộ kiếp nó diễn ra trong cái hiện tại này, trong cái hiện kiếp này, nhưng mà tất cả những cái tâm hộ kiếp này đều là tâm quả. Thấy chưa? Nó đều là cái tâm quả. Mà cái tâm quả này đó, là như chúng ta biết đó, là khi mà nó là cái tục sinh này nè, tục sinh này. Cái tục sinh này đó là cái tâm quả mà nó có trong cái tiền kiếp của nó. Nhìn thấy rõ chưa? Nó có từ trong cái tiền kiếp của nó, thì nó mới làm cái tâm tục sinh. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái quả mà nó thuộc về quá khứ, tức là nó thuộc về tiền kiếp. Rõ là tiền kiếp. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta sẽ có cái kháng ngũ môn, là cái chặng thứ nhất là kháng ngũ môn. Thì lặp lại đây, chúng ta thấy kháng ngũ môn có mặt đây. Đây, kháng ngũ môn đây. Như vậy chúng ta thấy nó là cái gì đây? Nó là tâm quả vô nhân. Như vậy kháng ngũ môn này, nó lại là tâm quả. Và cái này học rồi vẫn nhắc lại đó, là để cho chúng ta thấy rằng 12 cái tâm bất thiện này, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, khi mà nó hoạt động ở động tốc này thì lập tức nó sẽ trổ sanh 7 quả bất thiện. Trổ sanh 7 quả bất thiện. Thì có một quả bất thiện đưa đến tái sanh xuống 4 cái cảnh khổ: súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Mà trong cái hoạt động của lộ trình tâm này đó, thì chúng ta sẽ thấy nó nằm ở đây, nó
nằm ở cái số 7 này đây. Nó xuất hiện và nó hoạt động trong các cái lộ của mình. Thì như vậy chúng ta nhớ này, đây là chỉ là sự lặp lại thôi, mà lặp lại để nó nối kết cái vấn đề này đó, là những gì chúng ta đã khởi lên trong suy nghĩ của mình nó đã trổ quả rồi. Những gì chúng ta nói thầm ở trong tâm, những gì chúng ta đã viết ra, đã tuyên bố ra, nó trổ quả rồi. Và những cái gì chúng ta ứng xử, chúng ta có thái độ là trổ quả rồi. Và nó tích lũy ở đây, nó tích lũy hai thứ, nó tích lũy con số và nó tích lũy cái lực của nó, cái độ mạnh của nó. Nó tích lũy hai thứ. Bởi vì nó tích lũy vào con số là nó tính theo thời gian. Một giây đồng hồ nó tích lũy 250.000 tỷ cái hạt giống này. Và cái hạt giống này nó trổ quả, thành ra cái quả nó sẽ rất là mạnh. Nó tính theo con số và nó tính theo cái sức mạnh của nó. Là khi cái trong cái đầu mà mình khởi lên thì bao giờ cũng vậy, cái những cái pháp này nó đi từng cấp độ mạnh yếu khác nhau. Sân nó cũng cấp độ sân, nhóm hợp cái tâm sân, rồi nó là tới sân độc, rồi tới sân ác, nó sẽ nhóm hợp những cái cấp độ của nó. Còn ngay cái pháp thiện chúng ta nó đi theo tam tư, tư tiền, tư hiển và tư hậu, đầy đủ tam tư mạnh mẽ trổ 16 quả. Còn nếu tam tư chúng ta yếu thì nó sẽ trổ 8 quả, trổ 4 quả. Có thể trổ quả hữu nhân, có thể trổ quả vô nhân, có thể trổ cả hai. Thì nó nằm trong cái cường độ đó. Thì nó tích lũy, như thế nó nằm đây. Và nó tích lũy, nó sẽ nằm trong cái dòng nghiệp, nó trôi chảy từ vô lượng kiếp này đây. Một cái dòng đen và một dòng trắng, nó tích lũy vào. Thì chưa đó nó thành cái quả. Cho nên là người ta thấy đây là quả đấy. Quả này của tiền kiếp đấy. Và cái quả này nó cũng trổ sanh, nó nằm trong cái dòng nghiệp của vô lượng kiếp luôn. Nó là cái kho của tâm quả mà. Đời này chúng ta vừa nghĩ xong, đang nghĩ nó trổ, đang nghĩ trổ, nghĩ tới đâu trổ tới đó, nghĩ tới đâu trổ đó, là nó nhập vào trong cái kho đó có sẵn rồi, ngập vào cái dòng nghiệp này. Quả thiện cũng như quả bất thiện nó nhập vô đây. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện đó. Như vậy, trước khi chúng ta học hết, chúng ta thấy đời này rồi chúng ta nhận quả. Và cái kiếp sống mới chúng ta đó là ứng xử với cái quả đó ra sao? Ứng xử bằng đây. Và chúng ta lại gieo trồng nữa. Và cái hạt giống nó nằm ở đâu? Hạt giống nó nằm trong cái luồng nghiệp của chúng ta. Luồng nghiệp nó trôi chảy đây. Rồi bây giờ chúng ta thấy tới cái thứ hai nhé. Là như vậy á, là nhãn thức. Nhãn thức này cũng là tâm quả luôn. Đây, nhãn thức đây. Nhãn thức đây là quả, quả thiện hoặc bất thiện. Hãy khi mà nói là quả thì bao giờ nó cũng có thiện hoặc là bất thiện. Hay mình có nói là thiện hoặc là ác. Rõ ràng luôn. Bây giờ tới cái thứ ba. Nhãn thức bây giờ tới tiếp thu. Tiếp thu này cũng là tâm quả luôn. Tiếp thu là quả. Quán sát này là quả. Và cái quả là luôn luôn có thiện và bất thiện. Ngủ song thức nó đi mà. Đi là thiện, bất thiện đi với nhau. Cặp nó đi quả hết. Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, năm quả. Xin lỗi, ở đây mà mình thiếu một cái nè. Mình thiếu cái là kháng ngũ môn. Xin lỗi. Cái kháng ngũ môn này đó, nó là duy tác, không phải là quả. Nó là duy tác.
Rồi mới tới ngủ song thức mới là quả, rồi tiếp thu mới là quả, quán sát mới là quả, ba quả. Đây là như thế. Và đây, tới cái phần mà tâm phân đoán này đó cũng là duy tác luôn. Hai cái này, cái hoạt động của nó là chỉ là nó hoạt động mà thôi. Nó không có nhân quả gì chỗ này cả, hai cái này. Như vậy cái này đó là nó phi thời gian. Hai cái phần duy tác này nó thuộc về phi thời gian. Còn tất cả những cái quả này nó thuộc về quá khứ đây. Và bao giờ đó tất cả những cái quả này cũng nằm trong cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp thiện hoặc dòng nghiệp bất thiện của mình nó đi thế. Được, giờ tới cái động tốc. Các cái phần động tốc này, phần động tốc này là cái nhân hiện tại. Nó là nhân hiện tại. Nhân hiện tại đang gieo xuống. Đây, bây giờ là cái mà chúng ta tạo tác nên cái mới. Như vậy cho nên cái câu nói vậy. Đời này chúng ta sanh ra là để nhận cái quả nghiệp mà mình đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Và cái hiện tại trong kiếp sống của mình á, là sau khi mình nhận cái quả nghiệp này nè, nó đưa đến á, thì bây giờ mình ứng xử với nó ra sao, mình tiếp thu nó như thế nào, mình xử lý nó ra sao, thì đó là động tác đấy. Là mình gieo cái nhân mới, hiện tại mình gieo xuống cái mới. Và cái mới này, tiếng nó mới, nhưng mà nó vẫn đi trong cái dòng nghiệp này. Cái thiện này thì nó sẽ gieo xuống cái nhân thiện này. Và cái bất thiện này nó gieo xuống cái bất thiện này. Cho nên đó, khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta quan sát, chúng ta để ý, thì chúng ta thấy bao giờ khi mà chúng ta tiếp nhận cái gì đó là thông thường chúng ta tiếp nhận bằng cảm xúc. Và cái cảm xúc này nhiều lần sư cô nói nó là cái nghiệp cảm. Là như vậy, cái này nó đã có ở trong tâm chúng ta. Và cái lúc đó cái gì nó mạnh nhất thì nó đi theo cái luồng nghiệp cảm nó ra, nó tiếp nhận và nó ứng xử bằng cái nghiệp cảm trước. Thành ra cái căn lành của mình á, khiến cho cái nghiệp cảm của mình á, nó là cái con kênh nước trong này, cái dòng nghiệp lành này nè, nó xuất hiện và nó ứng xử những cái cảm xúc này. Còn nếu không thì cái những cái nghiệp và đã từng gieo trồng và cái quả nghiệp nó đã trổ đây mà nó mạnh quá thì nó sẽ xuất hiện. Cho nên mình nói thì mình có thể nói rất là hay, mình nói rất là đúng, nhưng mà khi mình ứng xử đó nó tùy cái cảnh này nè, tùy cái cảnh này và tùy cái cảnh lực của nó tác động. Và tùy theo cái nghiệp cảm trong cái dòng nghiệp của mình nó cực kỳ nhanh, nó hút lẫn nhau. Cái phân đoán này nè, mình phải có tập cẩn thận, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, rèn luyện, thận trọng, đo lường những cái hậu quả của nó, thì nó mới giảm xuống thôi. Và nó sẽ thành một cái thói quen, là khi cái gì tới đó, nó tác động cái là cái nghiệp cảm của mình, những cái cảm xúc mình nó ứng xử liền tức thời. Nhưng mà mình suy nghĩ lại chỗ này đây, để rồi khi mà học tới các cái hoạt động của cái dòng tâm thức này như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rõ cái này. Nhưng bây giờ sư cô diễn tả chung để cho mình thấy. Đầu tiên là những cái cảm xúc của mình, những cái cảm xúc của mình liền mình ứng xử theo cảm xúc trong tâm. Mà nếu như mình không có kiềm chế được đó thì nó sẽ trở thành là thân hành nghiệp liền. Nghĩ sao làm vậy liền tức thời, không có chậm trễ. Nhưng mà khi mình tập một cái thói quen á, là mình phải nói là luôn luôn hãy kiểm soát những gì mình đang suy nghĩ. Thành ra khi mà cái cảm xúc, cái dòng nghiệp cảm mà nó bùng lên một cái đó, là bao giờ là cái ứng xử nó sẽ đi theo. Nhưng mình kịp nghĩ lại. Thật ra đó, đứng về mặt tâm á, nó đã hành xử rồi. Hành xử rồi, nhưng mà nó chưa có thân hành nghiệp. Thành ra chúng ta có thể kiểm soát được, có thể suy nghĩ được. Và luôn luôn nói với mình, hãy suy nghĩ lại,
hãy đo lường lại mọi việc, đừng có để cái cảm xúc nó làm chủ mình. Vì tất cả những cảm xúc khởi lên đều là nghiệp cảm. Vì chúng ta nhớ này, những cái cảm thọ này, thân thức thọ khổ nè, thân thức thọ lạc nè, tất cả những cái hỷ tham nè, những cái hỷ thiện nè, vân vân, thì đó là những cái cảm xúc mà nó đã có mặt trong cái sở hữu thọ nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyên tắc ấy. Hãy khi cái tâm mình khởi lên là thọ liền phát sanh. Thành ra những cái cảm xúc này nó nằm trong cái nghiệp cảm, và cái lực nó cực kỳ mạnh. Mình phân tích ra mình nói á, thì nó rất là dễ. Và cái lúc mà mình không có bị cái những cái cảm xúc đó mà nó chiếm lĩnh á, thì mình đủ bình tĩnh để mình biết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi những cái cảm xúc đó nó dâng lên rồi đó, thì mình khó mà giữ được sự bình tĩnh. Cho nên chúng ta nhớ vậy, thường thường như vậy đó, có khi mình phải nhờ người khác trợ duyên, mình có thể trình bày cái điều đó ra, rồi người ta sẽ phân tích. Thì bởi vì lúc đó cái khả năng phân tích của mình nó bị che mờ, chứ không phải mình không có. Thí dụ giờ mình không có đụng cái chuyện đó mà người khác tới hỏi mình á, mình phân tích được, mình nói được. Nhưng mà đụng cái chuyện của mình á, mình không biết sao nó không ra. Là vì sao? Là vì những cái nghiệp cảm đó nó che mờ. Thành ra chúng ta là phải nói cái điều này cho một cái người mà người ta có thể giúp đỡ, người ta trợ duyên để cho cái tâm mình nó bình tĩnh trở lại, cho những cái cảm xúc đó đi qua. Rồi mình mới bắt đầu đó, mình phân tích, mình tìm hiểu thêm. Rồi từ từ đó là mình sẽ có một cái ứng xử tốt hơn. Cho nên khi mà cái cảnh lực nó tác động vào trong cái tâm của mình đó, nó cắt đứt cái dòng hội chủ này đó. Nó có nhiều trường hợp, không phải một trường hợp. Mạnh tác dụng khác, yếu tác dụng khác, cũng như cảnh lớn khác, cảnh rất lớn khác, rồi cảnh nhỏ khác, rồi cảnh không rõ khác nữa. Thấy chưa? Còn về tâm á, về cái lưu ý á, thì cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh mơ và cảnh mơ hồ chẳng hạn, hoặc là cảnh không rõ rồi cảnh mơ hồ chẳng hạn vậy. Thì nó có nhiều cái dòng mà tâm thức này nè, nó có nhiều loại, nó rất là đa dạng chứ không phải không có. Thành ra khi chúng ta hiểu biết những cái hoạt động của tâm như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu rằng là tại làm sao mà khi đó 52 cái sở hữu tâm này nè, mà tách rời ra cái tưởng uẩn và tách rời ra cái thọ uẩn. Thấy chưa? Tất cả 52 cái sở hữu tâm này nó đều là hành uẩn cả. Nhưng mà bây giờ nói có 50 cái hành uẩn thôi, còn hai cái tưởng uẩn và cái thọ uẩn nó đi riêng, bởi vì nó quá mạnh. Những cái chi phần đó nó hoạt động thế này đây. Như chúng ta thấy đó, là trong cái bản chi pháp này nó đi theo là con số. Ví dụ tâm tham nó có 20, 21, 19 vân vân. Đó. Thì tất cả những cái con số nó xuất hiện. Thì bao giờ nó cũng có bảy cái mà nó thuộc vào cái sở hữu biến hành đó, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý chẳng hạn vậy. Rồi sau đó nó thêm nữa. Thì tất cả những cái này nè, cái khi nào mà hành xả xuất hiện đó, thì tất cả những cái pháp đồng sanh này nó quân bình. Còn bình thường ra đó, là những cái này nó hoạt động đó khác nhau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta bị nghiệp cảm nó chi phối đó, thì khi cái xúc này phát sanh đó, là cái tưởng này nó mạnh nè, cái thọ này nó mạnh, hai cái này nó mạnh, thì nó mới làm thành một cái luồng nghiệp cảm. Để rồi khi mà chúng ta học tới cái lỗ ý đó, chúng ta sẽ thấy cái gì nó tác động trong tâm chúng ta mà để nó phát sanh ra cái lỗ ý, thì chúng ta sẽ thấy rồi. Thành ra bao giờ cũng vậy, cái phản ứng chúng ta là cảm xúc. Và cảm xúc này đó, nó nghĩa là gì? Nó là nghiệp cảm. Bởi vì sao? Nó đi, nó thể hiện ra cái sức mạnh của hai cái dòng nghiệp nó chảy trong tâm chúng ta, là cái dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp bất thiện. Cái gì mạnh nhất?
hay nói một cách nôm na đó là cái tánh mình cái gì mạnh nhất, cái tánh nóng nảy mạnh nhất hay là cái tánh điềm đạm mạnh nhất, hay là cái tánh tham lam mạnh nhất, hay cái gì mạnh nhất thì cái đó nó chi phối nhanh nhất. Cái cách của nó đi là như vậy. Thành ra khi mình hành trì đó, mình quan sát cái tâm mình, để khi mà nó ứng xử, nó đi trong cái luồng nghiệp cảm đó, mình sẽ thấy cái khuynh hướng của nó. Và mình cũng sẽ thấy cái dòng nghiệp mình nó chảy từ vô lượng kiếp cho đến nay đó, thì những cái gì là tốt đẹp nhất của mình, và những cái gì nó là những cái khuynh hướng mà nó thuộc vào những cái loại mà cái bản năng thấp kém của mình á, là nó mạnh đến cái chỗ nào. Tiếng tham sân si, nhưng mà tham sân si mỗi người khác nha. Người nặng cái này, người nặng kia, người nặng cái nọ. Thành ra cái quan trọng là chúng ta thấy chính mình, để mình biết cái tốt nào của mình mạnh nhất, cái xấu của mình là cái nào mạnh nhất, để mình mới định hướng cho cái tâm mình. Cái chữ định hướng rất là quan trọng. Tâm mình khó dạy bảo, khó kiểm soát, nhưng định hướng biết nghe, mình định hướng được. Cái định hướng đó, nhờ cái lúc mình định hướng, mình tắt ý mạnh. Ví dụ như mình nói với mình nè, làm cái gì thì làm nha, phải nghĩ là mình làm hạnh phục vụ đó, nhớ vậy nha, chứ không phải mà làm theo cảm xúc nha, phải làm theo tình cảm nha, không phải làm gì ai đó nha, mà làm gì cái thiện trong tâm của mình, làm gì cái ba la mật phục vụ của mình, nhớ nha. Thì cái khi mà nó vô trong cái hội chúng nó làm việc mà cái tâm nó quậy quọ lên á, mình nói nhớ không, trước khi làm đã nói là hạnh phục vụ nha, trước khi làm đã nói gì pháp thiện nha, mà bây giờ mình vì cái lời nói này mình bỏ làm phải không, mình vì người ta xúc xỉm mình mà mình không làm phải không, hay vì thấy trong hội chúng này có nhiều người xấu quá mà bỏ phải không, tại sao vì những người đó, vì hạnh phục vụ của mình, vì pháp thiện của mình nghe, nhớ nha. Chúng ta định hướng cái tâm của mình, và lần lần mình sẽ dạy dỗ nó được. Bởi vì mình muốn cái gì? Mình muốn ngay trong cái kiếp này nè, những cái pháp thiện của mình phải tăng lên, mà những cái gì nó thuộc về thói hư tật xấu của mình đó, nó yếu xuống. Phải muốn như vậy. Còn mình muốn giàu nè, muốn đẹp nè, muốn được người ta thương nhiều nè, muốn của cải tài sản, muốn tất cả cái thứ đó, mình khổ mà chết rồi còn khổ hơn nữa, vì bỏ tiếc lắm. Đem đi thì không được, mà bỏ thì tiếc lắm. Cho nên là nó cũng có cái lực để nó giải quyết ổn thỏa cho mình á, là không muốn bỏ, bỏ đi thì tiếc lắm, thì bây giờ ở lại thì thành ma, cho nó thỏa mãn. Nó đâu được làm người, là vì nó bám vào những cái thứ đó, nó không phải bám vào cái pháp thiện, nó không phải bám vào cái thiện trí, mà nó bám con nhện này, nó bám vào cái tao nhện của chính nó, vì nó thiết lập cái mối quan hệ này, nó thích công danh sự nghiệp, nó thích tiền, nó thích quyền lực, nó thích thọ hưởng tất cả mọi thứ. Con nhện này tạo ra những cái tô nhện này để nó hình thành nên sự hưởng thụ trong đời sống này. Bây giờ nó bám cái đó, nó không muốn đi ra được, thành ma. Và nếu như cái lòng khao khát nó mạnh nữa, được, nó sẽ thành quỷ, và nó sẽ ở đó cho đến bao giờ nó nhận thức ra rằng đó, tất cả những cảm thọ rồi sẽ đi qua, tất cả những cái pháp mà nó hiện hữu trong cái đời sống này đó, nó đều hiện hữu có điều kiện, và khi một trong những điều kiện của nó bị phá hủy, lập tức nó đổi thay. Nhưng cái lòng tham muốn chúng ta đây không đổi thay, sự mê muội của chúng ta đây không có đổi thay, và đặc biệt là cái lòng thọ dục của chúng ta đây quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta trì kéo qua, muốn làm hoài cái thân phận của con bỏ hung để mà được hưởng hết đống phân này tới đống phân khác. Đó là cái đống phân dục lạc
mà chính con bỏ hung là những cái tham muốn dục lạc của chúng ta không có nguôi ngoai ở trong lòng. Thành ra chết rồi làm sao nói mà có thể tái sanh làm người, có thể lên đến cõi chư thiên. Mặc dù chúng ta đây không có xấu ác với ai hết, không có hại ai hết, không có hành hạ ai hết đó, không có làm thương tổn ai hết đó. Ta chỉ làm có một điều là trên đời này ta hưởng được nhiều chừng nào ta thấy hạnh phúc chừng đó mà thôi. Ta có làm gì xấu ác đâu. Nhưng mà ta đây không được làm con người. Vì chúng ta đây ở trong cái thân phận làm cái người nô lệ cho dục vọng của mình. Người nô lệ làm sao được làm người? Nô lệ cho chính dục vọng của mình. Chứ chúng ta không có tạo tác cái ác, không có xấu với người ta. Nhưng chúng ta làm điều nhơ bợn trong tâm mình mà chúng ta không nhận ra. Bởi vì con bộ hung nó không hề thấy cái đống phân đó là hôi thối. Vì mùi hôi thối vốn là cái mùi mà nó hấp dẫn con bộ hung. Cái lòng ham muốn dục vọng chúng ta chính là con bộ hung. Và tất cả những cái thứ mà nó sẽ bị hủy hoại trên thế gian này á, nó là cái đống phân dục lạc mà cái tâm con bỏ hôn này không có thể nào rời ra được cả. Cho nên chúng ta phải định hướng, chúng ta phải bám vào pháp thiện, chúng ta bám vào thiện trí. Và đó là cái hạnh phúc, đó là cái thức ăn tinh khiết nhất mà chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Còn nếu không ta bám vào dục lạc. Ai cũng vậy mà, sanh ra trong cõi dục giống nhau hết mà. Đó là một cái bản năng sinh tồn. Đó là một cái giọt mật cho một cái cuộc đời mà nó đã khổ cực nhiều quá mà. Làm sao không nếm cái mật cho được. Nhưng mà cái mật này đó, trong chú giải nói rằng cái mật này á, là nó phết trên cái lưỡi kiếm, hai cái lưỡi lên. Thành ra chúng ta thấy mật thì chúng ta liếm vào, nhưng mà nó đứt cái lưỡi ra, nó chảy máu á, thì chúng ta nếm máu và mật của mình với nhau mà mình không biết. Cho nên á, là chúng ta đây đau khổ mà vẫn không có nhả ra, vì chúng ta nếm một chút mật mà nếm cả máu của chính mình, không nhận ra. Nên chúng ta thấy kinh hoàng cho cái dục vọng ở trong tâm này. Và cái dục vọng này ai sinh ra coi dục cũng có mà, đâu phải một mình đâu. Thì người ta sống vậy, mình sống vậy, có gì mà phải lỗi ngược gì không? Nhưng khi nào chúng ta nhận thức ra rằng đó, mật thì ít mà máu thì nhiều, thì chúng ta đây hỏi mình có thối lui hay không. Quý vị có đời sống hôn nhân và gia đình, quý vị có con cái, quý vị hãy viết ra từng thứ một, quý vị bắt cái cân lên thì quý vị thấy mật nhiều hay máu nhiều là tự mình đã biết. Đau khổ nhiều hay cái sự hưởng, cái lạc thú nhiều thì quý vị bắt cái bàn cân lên, quý vị thấy rõ thì sẽ thấy mình đây đó là thưởng thức cả cái máu của chính mình. Mình không nhìn ra. Và mình mang theo. Mình mang theo nó từ vô lượng kiếp, bám lấy nó. Pháp nói như thế gian nói rằng là thương quá, người mẹ này chết quá trẻ, để lại những cái đứa con mà còn cần cái bàn tay của mẹ, cần cái vòng tay của mẹ. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng nhân duyên đến đây là hết, quả đến đây phải ngừng lại. Chúng ta đã không chấp nhận và chúng ta vẫn còn muốn cái trách nhiệm của mình đối với những giọt máu của mình. Và người ta phải tái sanh làm chó trong cái nhà này để săn sóc lại các con của mình, để giữ cái tài sản đó cho con của mình. Người ta phải thành ma trong cái nhà này nè, để mà che chở, để bảo bọc cho các con. Một cái tình thương rất là lớn nhưng rất là tâm tối, bởi vì cái tình thương này nó thuộc về luyến ái. Nó không phải là cái tình thương để nuôi lớn dậy những cái pháp thiện trong cái tâm của mình,
cũng như những cái pháp thiện trong tâm của các con mình, những cái giọt máu của mình. Chỉ vì chúng ta không có nhìn ra. Một cái kiếp sống của chúng ta đó, nó là sinh tử thôi mà. Và nó bao gồm cái sự sinh tử, vừa cái sắc pháp, vừa cái danh pháp trong hết một cái kiếp sống này. Nhưng hai cái đầu sanh tử này là hai cái đầu lớn, là bởi vì nó phải chuyển sang một cái kiếp khác trong 31 dạng của chúng sinh trong các cõi. Nó phải chuyển đi trong 31 cõi, thành ra cái tầm quan trọng của nó lớn là như vậy. Chứ còn cái sự sống của chúng sinh trong pháp hữu vi thì nó phải bao gồm tất cả sinh diệt này đây. Và cái dòng sống đó nó bao gồm luôn tất cả những cái tử sinh trong nhiều kiếp trên cái đường luân hồi. Nó nối mà, nó đã hết đâu, nhưng nhìn không ra. Mà người ta phải rơi xuống những cảnh khổ, mặc dầu bằng với tất cả cái tấm lòng của con người đối với con người, cái tấm lòng của người mẹ đối với những cái đứa con còn quá thơ dại của mình. Ai cũng phải xót xa, ai cũng phải đau lòng. Nhưng chúng ta nhìn kỹ, khi chúng ta đau lòng đó, chúng ta xót xa đó, nó là pháp thiện hay pháp bất thiện? Chắc chắn nó là pháp bất thiện. Chúng ta không nhìn ra được những cái con đường thoái đạo của mình. Bây giờ chúng ta trở lại cái này nữa, chúng ta thấy thì đây là cái, trong cái động tác này, cái nhân hiện tại khi nó gieo xuống đó, thì nó lại nối kết của nó ở cái phần hiền, phần phía trước của nó đó, nó là cái dòng nghiệp. Nếu mà nhân hiện tại này thiện á, thì nó nối dòng nghiệp thiện đây. Nếu mà cái nhân hiện tại là bất thiện, nó nối bất thiện đây. Cuối cùng chúng ta thấy gì? Quá khứ và hiện tại đang kết với nhau. Và khi chúng ta học tới cái lộ ý á, thì quý vị sẽ thấy những cái nguyên nhân mà nó tạo nên lộ ý đúng như thế, đang xen. Chúng ta đâu có chạy khỏi cái quả của mình, không chạy khỏi. Cho nên á, là giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta đó, là hãy đi vào con đường thiện và thiện trí. Tất cả những lỗi lầm không có thể sửa đổi được, nhưng kể từ đây có thể thay đổi được. Kể từ khi chúng ta nhận thức ra, cái suy nghĩ chúng ta thay đổi, cái đời sống chúng ta thay đổi, chúng ta làm được ngay cái hiện tại này đây. Đừng nói tuổi tôi già hay trẻ, tâm linh không có tuổi già tuổi trẻ. Giờ phút nào nhận thức ra được, giờ phút đó đổi thay, thì cái đời sống chúng ta sẽ tươi mát trẻ trung ra. Còn hồi nào chúng ta chưa nhận thức được, chúng ta chìm đắm trong những cái đau khổ của mình, thì đó là cái tuổi già nua cằn cỗi, và nó chỉ sát sao với thần chết mà thôi, nó không tiếp cận được sự sống. Đó là cái mà chúng ta đây phải nhận ra. Còn chúng ta không nhận ra, thì dẫu bây giờ chúng ta 20 tuổi, chúng ta cũng sống một cuộc đời hết sức là cằn cỗi. Chúng ta hãy nhìn cái lớp trẻ nè, thọ hưởng dục lạc không được thì sân hận phá phách, ăn cướp, ăn giật, giết người, không có nao núng. Vì sao? Vì để đáp ứng cho sự thọ hưởng dục lạc. Giết cả cha lẫn mẹ không là vấn đề. Đấy, chúng ta nhớ một cái vụ án không thể nào quên trên thế giới này. Bởi vì đây là những con người tên tuổi. Gia đình của ông Trần Văn Chương, cả hai ông bà đều bị chính con trai của mình là luật sư ở Pháp, đi du học ở Pháp từ nhỏ và trở thành luật sư. Và vị luật sư này đã trên 50 tuổi rồi, nhưng mà vì nợ nần bài bạc thua quá, và muốn cho cha mẹ mình phải sửa đổi cái tờ di chúc, bởi vì ông bà giải quyết thế này: phần nào chia cho hai ba đứa con của mình thì chia hết rồi, còn cái phần còn lại đó là để nuôi sống cái tuổi già của hai ông bà. Và sau khi hai ông bà mất đi thì ông bà sẽ đưa vào từ thiện, vì ông bà là người đạo Thiên Chúa. Nhưng mà
cái người con trai duy nhất của ông bà đó là không muốn như vậy, muốn rằng cái di chúc này phải sửa đổi, là tài sản này phải thuộc về cái người này hết. Ông bà không chịu thay đổi thì nó khủng bố, nó chạy chặn cho đến khi nào đồng ý thôi, nhưng mà ông bà chết chứ không đồng ý, thành ra đi giết cả cha lẫn mẹ. Quý vị thấy cái dục lạc chưa? Dục lạc ngay cái giờ phút tra khảo cha mẹ mình và giết cha mẹ mình á, thì cái thân này nó có cái tướng của một con người mà cái tâm không còn con người nữa. Và cái con đường khi thân ngoại mạng chung là nằm sâu trong cái địa ngục. Nó hai cái địa ngục luôn. Một cái địa ngục giết cha giết mẹ và cái địa ngục của tà kiến. Khi chỉ nhìn thấy dục lạc của mình là tất cả, bất chấp tất cả. Thành ra luật pháp có chung thân khổ sai là hay là cái gì đi nữa thì cái chuyện nó quá nhẹ. Còn cái tâm của người này nó tâm tối đi vào trong cái chỗ mà coi như là cái sâu thẳm của cái ngục tâm tối đó rồi thì không có nói được. Du học từ nhỏ ở Pháp và là luật sư. Luật sư thì biết rằng là cái hành vi này sẽ đưa đến cái sự phạm pháp như thế nào, và cái phạm cái pháp này á, thì cái hình phạt của luật pháp ra sao đều biết rõ hết. Nhưng lần nữa chúng ta lại thấy rằng khi mà nó vô quý thì nó không sợ hậu quả của tội lỗi. Và khi nó vô tàm rồi đó thì nó chỉ thấy con bộ hung, nó chỉ thấy đống phân của mình. Thấy tiền là tất cả, không còn cha mẹ. Thì quý vị thấy nó kinh khủng chưa? Nó đi rồi. Trong cái kiếp này nó gieo xuống, nhưng nó đã nằm đây đây rồi. Thì khi mới nói là khi người ta chìm xuống cái máng của dục lạc, cái con bọ hung này nó nằm trong cái đống phân. Bởi vì cái casino, cái bài bạc làm cái đống phân lớn, và những cái con bọ hung này nó tìm tới thì nó hít chặt nơi đây, nó không có ra. Và chúng ta nhớ đến cái casino mà ở cái vùng biên giới Campuchia đó, thì ở Gò Dầu nó có cái con sông. Thì những người đó lúc mà đi qua cái con sông đó mà để đi đến cái casino Campuchia đó, thì mặt mày đó là coi như là hớn hở. Nhưng mà cái lúc về đó thì không về tới nhà mà về nằm ở cái dòng sông đó. Đi gieo mình xuống đó thì chết. Vì thế cái tâm tối chứ, thấy cái dục lạc chứ. Cho nên không phải rằng đó là trong cái sách Phật cường điệu vấn đề, nhưng mà vì nói quá vắn tắt, không có giải thích rõ ràng, cho nên mình cảm thấy như là có cường điệu, như là có sự đe dọa. Thật sự đạo Phật không có. Đạo Phật chỉ là giải thích cái nhân và cái quả mà thôi. Và mình gieo xuống thì cái con đường thoái độ của mình phải chịu thôi, đâu có làm sao khác, làm sao ra được. Sinh ra là con cầu tự mà, cha mẹ quý biết giường nào. Trong khi đó là cái đất nước này phải chịu cái nạn đói năm 1945, cỏ không có mà ăn mà. Một cái cây chuối mà ăn từ cái lá chuối, thân chuối, đọt chuối, củ hũ chuối cũng không còn, mà cỏ ăn luôn cả cái gốc cỏ cũng chết như vậy. Mà mình thì được đi du học mà. Cho nên là có cái phước mà không có biết phát huy cái phước. Khi chúng ta học Phật học á, chúng ta phải hỏi với mình về là hiện tại mình đang hưởng phước gì, là cái gì mình có thiếu. Còn nếu không có hỏi đó, là hiện tại mình có phước gì, thì do cái dục vọng của mình nó dẫn mình đi đó, mình sẽ hoại cái phước hiện tại luôn. Bởi vì nó đứng núi này trong núi nọ mà. Hưởng một thì muốn hưởng mười, thì nó phải hoại những cái phước hiện tại của mình. Phải thấy phước mình đang có là cái gì, và không phải là cái người khác có phước đó thì mình phải vươn tới để mình được cái phước đó. Cái phước người ta là nó lớn như con bò, còn cái mình á là mình cũng có cái bụng bự vậy, tại mình con ảnh ương. Nhưng bây giờ mình có phùng cách nào nó cũng không bằng con bò, mà muốn phùng nữa nó bể. Mỗi người mình tạo cái phước bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu mà. Mình thấy con bò cái mình nghĩ mình có cái khả năng trương phòng lên, thì bây giờ phải trương phòng lên,
phải dối tới cho đến khi nào nó bể hết mà thôi. Bởi vì mình đã làm ác nghiệp để mà được thành con bò, cho nên mình đã chọc thủng cái phước của mình. Thì cái bụng con ở nương này nó phải bể cho nó chết. Nó đi con đường đó đó quý vị, thấy không? Thành ra đây. Nó đi đây. Vậy chúng ta điểm nha. Đây là chặng thứ nhất. Chặng thứ nhất, chặng thứ hai, chặng thứ ba, chặng thứ tư, chặng thứ năm, chặng thứ sáu. Như vậy chúng ta có 6 chặng. Nói gì chặng, chúng ta có 6 chặng. Tôi ghi cái này đi. 6 chặng. Chặng chúng ta có 6. Bây giờ về thứ hai đó là nói về cái tâm khách, sát na tâm khách. Sát na tâm khách. Giờ chúng ta đếm đây. Cái kháng ngũ môn này là một tâm khách. Cái nhãn thức này là một tâm khách. Cái tiếp thu là một tâm khách, quán sát là một tâm khách, và cái tâm mà phân đoán này là một tâm khách. Như vậy chúng ta có đây là 5 tâm khách. Bây giờ là đối với động tốc thì chúng ta có 7 cái tâm khách tất cả, thì 7 với 5 là 12. Như vậy đó, sát na tâm khách thì chúng ta có 12 sát na. 7 cái động tốc cộng với 5 sát na trước nó là 12. Bây giờ cái thứ ba chúng ta nói đến loại tâm khách. Bây giờ đầu tiên chúng ta có hai hướng môn hoặc là hai kháng môn. Hai cái hướng môn thứ nhất á, là cái kháng ngũ môn nằm đây. Cái thứ hai đó là đây là cái tâm phân đoán, nó thuộc về kháng ý môn. Nhưng khi ở trong lộ ngũ nó có tên là phân đoán. Như vậy đây là hai kháng môn hoặc là hai hướng môn. Đó là kháng ngũ môn và kháng ý môn. Nó nằm trong cái phân đoán này. Là có hai cái. Bây giờ chúng ta nói rút lại đi. Cái loại tâm khách này đó, chúng ta nói chung đi, là nó có 38. Thì cái cách nó tính nha, đây là cái tâm dục giới, thì nó có 54 tâm dục giới đây. 54 tâm dục giới. Chúng ta sẽ trừ ra 4 cái thức còn lại đó, 4 cái song thức còn lại, tức là trừ 2 cái nhãn thức ra. Thấy không? Trừ 2 cái nhãn, xin lỗi, 2 cái nhãn thức này nó đã nằm trong cái, bây giờ đây là cái lộ nhãn thì nó bắt buộc nó phải có 2 cái nhãn thức này rồi. Thì 4 cái còn lại không sử dụng đó là tỷ, thiệt, thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 4 cái đó là chúng ta trừ ra 4 đôi thức. Bốn đôi thức. Và cái kế tiếp nữa là chúng ta trừ ra đó 8 cái quả thiện. Thì nó còn lại 4 cái này là 8 nè. 8 16 54 trừ cho 16. Còn lại 38. Thì hai cái mà nãy sư cô nói với quý vị là cái hai cái này là cái kháng ngũ môn này nè, với là cái kháng ý môn này đó, là hai cái này đó là nó nằm trong cái phần mà 18 tâm vô nhân mà mình đã trừ ra 4 đôi thức rồi, để nằm trong đó, mình khỏi phải nói chi tiết, nhớ không? Hai cái phần này nè, hai cái phần này tức là cái kháng nhãn môn và cái phân đoán này nè, nó thuộc về hai cái hướng, nó nằm đây. Hai cái tâm di tác này nó nằm đây. Thì mình đã tính trong 18 tâm vô nhân, mình trừ ra 4 cái đôi thức. Nó nằm trong đó, mình không tính chi tiết, mình tính cái tổng thể cho nó rõ. Rồi, như vậy về cái loại tâm khách thì có 38 loại tâm khách. Cái thứ hai về người. Xin lỗi, cái thứ tư chứ.
Ngửi. Người thì chúng ta có bốn phàm, bốn hạng phàm phu và bốn thánh. Bốn phàm, bốn thánh. Phàm phu chúng ta học rồi, thánh chúng ta học rồi. Và về cõi thì chúng ta có tất cả là 26 cõi. 26 cõi đó ông đã liệt kê rồi. Như vậy cái lộ này đó là chúng ta đang trình bày cái phần thứ nhất thôi. Thì lần sau đó là cái phần thứ hai chúng ta mới học tới cái phần này. Thì cái phần thứ nhất này đó là chúng ta đang học đó, là cái lộ nhãn môn cảnh lớn nhưng mà chót động lực. Cái lộ này nó thuộc về lộ chót động lực. Ravana. Lộ nhãn môn cảnh lớn chót động lực. Lần sau chúng ta sẽ học tiếp cái lộ nhãn môn cảnh lớn mà chót là có hai cái tâm mót. Thì cái cách thức nó vẫn như thế này. Nhưng mà sư cô nói rồi là mình lặp đi lặp lại, nó có cái mục đích. Dần dần mình sẽ thấy ra. Chứ còn mình nói phớt á thì về sau mình không có nắm hết được. Nên làm sao là để cho mình học rồi là mình nhớ, học rồi mình nhớ luôn. Rồi bởi vì những cái này mình sẽ trông thấy ở trong tâm của mình. Nên xin mời tất cả nghĩ.